Mà nó ăn con gà giật giật một. Sao không có con nào bự? Cho nó giật lại giật. Đây là câu cá bằng con gà nè nghe. Đi ngoài mà quê rồi ông coi. Thì trời cá gì đó hả? Quá trời. Cái này giờ giữ 6 câu cá cực kỳ luôn thôi nè. Cẩm Lan ơi. Cẩm Lan ơi. Đủ chưa? Tập cho nó bay bên bờ rồi. Đủ chưa? Đâu đi gần nào con bự bự bác con nhỏ thả nước. Ừ. Đâu chơi mà. Con cá cỏi từng câu mà. Đủ nó đây nè, nó đây nè. Rồi. Có con muối, con nước. Câu cá không cần cần câu nè. Ngộ rồi nghe không? Câu nè, băng câu. Con nói nhỏ quá. Dài như tao. Đập ơi. Quay trực tiếp luôn hả? Cái này có mạng đâu mà quay trực tiếp. Ông bự đừng cho nó rớt. Giá nào bắt tao. Ồ, út mà nhân vậy nhốt buộc nhau. Ủa gì bả thế này nhỉ? Sao à? Chưa mắt con cá. Trời ơi. Ông út cũng làm cái gì mà ông gỡ xuống. Ủa hồi con gà của ổng hay con cướp. Chia mẹ da hết trơn rồi.